Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học các loại trái cây bằng tiếng Anh phần 2 nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi bài học với cô nhé. Quả chanh dây. Passion fruit. Passion fruit. Passion fruit. Passion fruit. Passion fruit. Quả anh đào. Cherry. 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 Quả dưa leo. Cucumber. 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 Quả mít. Jackfruit. 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 Quả chôm chôm. Rambutan. 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 Quả mãng cầu. Soursop. 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 Quả vải. Lychee. 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 Quả hồng xiêm. Sapodilla. 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 Quả nhãn. Longan. 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 Quả sa kê. Breadfruit. 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 Breadfruit.
Breadfruit. Quả bưởi. Pomelo. 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 Quả khế. Starfruit. 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 Quả hồng. Persimmon. 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 Quả vú sữa. Star apple. Star apple. Star apple. Star apple. Star apple. Star apple. Quả trứng gà. Hay còn gọi quả lê kima. Lucuma. 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 Quả lựu. Pomegranate. 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 Quả măng cụt. Mangosteen. 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 Quả na. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!